Trong cuộc sống, có rất nhiều kẻ ngoài mặt thì tỏ ra mình là người ngay thẳng, chính trực. Thế nhưng bên trong lại cực kỳ xấu xa, thối nát. Cũng giống như nạn nhân trong vụ án này, ai cũng đều nghĩ ông ta là người đàn ông tốt, yêu thương vợ con. Nhưng thực chất lại là một kẻ biến thái, ra tay hãm hiếp chính đứa con gái nuôi của mình. Đến cuối cùng thì ông ta cũng phải trả giá cho tội ác mà mình gây ra. Tuy nhiên, hậu quả mà ông ta đã để lại quá lớn, nó hủy hoại cả tương lai của một gia đình hạnh phúc. Mời mọi người hãy cùng tìm hiểu nội dung của vụ án dưới đây để hiểu rõ hơn đầu đuôi câu chuyện. Xin chào, chào mừng mọi người đã đến với kênh Kỳ Án Thế Giới. Vụ án lần này xảy ra tại trấn Hà Đường, quận Bồng Giang thuộc địa cấp thị Giang Môn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Nơi này tuy có diện tích nhỏ nhưng dân cư đông đúc, đa số là làm nghề nông. Tuy nhiên sau này, thanh niên ở trong trấn sau khi lớn lên thường lựa chọn rời khỏi đây để tiến đến những thành phố lớn học tập, cho nên đa phần chỉ còn lại một số ít người trung niên và lớn tuổi sinh sống. Cứ ngỡ như nơi này sẽ giữ được sự yên bình và tĩnh lặng, nhưng không, một vụ thảm án đã xảy ra khiến cho cuộc sống của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn. Vào sáng sớm ngày 13 tháng 8 năm 2004, bà Vương 52 tuổi như thường lệ sang nhà người bạn thân của mình để uống trà. Lúc bà Vương đi đến trước cổng nhà của bà Chu rồi gọi mấy tiếng, tuy nhiên không thấy ai trả lời. Bà ấy nghĩ rằng bạn của mình vẫn còn đang ngủ nên định quay lưng đi về. Không ngờ lúc này ở bên trong nhà vang lên một tiếng kêu cứu vô cùng yếu ớt. Bà Vương đã lập tức nhận ra giọng nói của bà Chu nên đã đẩy cổng đi vào bên trong. Cổng của nhà bà Chu tuy nhìn từ bên ngoài vào thì có vẻ như là đã đóng, nhưng thực chất là chỉ khép hờ. Bà Vương đẩy nhẹ một cái, cổng đã bật mở. Tuy nhiên, cửa chính ở trong nhà thì đã được khóa trái từ bên trong. Bà Vương đành thử đi vòng qua lối cửa sau để xem có vào được hay không. Lúc ra tới cửa sau thì nhìn thấy bà Chu đang bất tỉnh ở bậc thềm trong tư thế nằm sấp. Bà Vương liền chạy đến đỡ bạn mình dậy, rồi lập tức gọi điện cho cấp cứu. Khoảng 15 phút sau, xe cấp cứu mới đến nơi. Bà Chu được đưa đến bệnh viện để cấp cứu trong tình trạng suy đa tạng, nhịp tim tăng nhanh và có hiện tượng co giật. Ngoài ra, lúc đội y tá tiến vào bên trong nhà kiểm tra, họ còn phát hiện ra ông Đường là chồng bà Chu đã chết ở cách đó không xa. Ngay lập tức, họ đã gọi điện báo cho cảnh sát cũng như là không động vào thi thể để tránh gây xáo trộn hiện trường. Ngay sau khi nhận được tin báo, đội cảnh sát tỉnh Quảng Đông đã có mặt. Qua khám nghiệm sơ bộ thi thể của ông Đường, pháp y kết luận ông ấy bị chết vì bị trúng độc. Da trên người nạn nhân có dấu hiệu chuyển sang màu tím đen nhanh chóng, toàn thân co quắp, miệng sùi bọt mép, hai mắt mở lớn. Tại hiện trường, họ phát hiện ra nhiều vỏ lon bia cũng như thức ăn thừa ở trên bàn. Ngoài ra thì còn có một vài chai lọ rỗng không rõ nguồn gốc, toàn bộ đều trở thành mẫu vật và được đem về để tiến hành xét nghiệm xem chất độc bắt nguồn từ đâu. Trong nhà không có dấu hiệu của việc nạn nhân từng xảy ra tranh chấp trước khi chết. Chỉ có một vài đồ đạc rơi vỡ, có thể nguyên nhân là do trong lúc đau đớn vì trúng độc nên nạn nhân đã va phải. Cửa chính ở trong nhà đã khóa trái, tuy nhiên cửa sau và cổng thì lại chỉ khép hờ, cũng là một chi tiết đáng lưu ý. Có lẽ là hung thủ muốn tạo hiện trường giả rằng hai vợ chồng nạn nhân đóng cửa ngủ ở trong nhà để không ai phát hiện ra. Không ngờ bà Chu lại may mắn sống sót và kêu cứu nên mới được đưa đến bệnh viện kịp thời. Đội pháp y đã lập tức khám nghiệm thi thể để sớm đưa ra kết luận. Nạn nhân là ông Đường Thế Tài, 53 tuổi, thời gian tử vong trong khoảng từ 3 cho đến 4 giờ sáng ngày 13 tháng 8. Trên người nạn nhân không có bất kỳ vết thương nào. Sau khi tiến hành xét nghiệm máu thì họ mới phát hiện ra một lượng lớn chất arsen hay còn gọi là thạch tín ở trong người nạn nhân. Số lượng này đủ giết chết một người đàn ông trưởng thành và đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của ông Đường. Họ phát hiện ở bên trong dạ dày của ông ấy vẫn còn một lượng thức ăn còn sót lại. Tuy nhiên lại không hề có phát hiện ra chất arsen ở bên trong mà chỉ tìm thấy một ít thành phần của thuốc ngủ. Lượng thuốc này không đủ để giết người hay là khiến một người rơi vào tình trạng hôn mê mà chỉ đủ để cho người đó choáng váng và mất đi khả năng vận động trong một thời gian ngắn. Như vậy thì làm cách nào để hung thủ chuyển thạch tín vào trong người nạn nhân được? Có hai giả thuyết được đặt ra là qua đường hô hấp như hít vào hoặc là trực tiếp tiêm vào trong máu. Tuy nhiên để xác định được chính xác thì mất khá nhiều thời gian để kiểm tra.
Bên cạnh đó, đội pháp chứng cũng đã cho ra kết quả. Trong thức ăn ở trên bàn và trong vỏ lon bia không hề phát hiện ra chất độc hay thuốc ngủ. Tuy nhiên, ở trong một cái chai rỗng không rõ nguồn gốc thì lại phát hiện ra thuốc ngủ ở bên trong. Lượng chất lỏng còn sót lại ở trong chai có thành phần rượu trắng, bột xá sùng, chiết xuất ngọc cầu, bạch thược, bạch quả, đông trùng hạ thảo. Toàn bộ thành phần đều là đồ bổ thận tráng dương cho đàn ông. Rất có thể ở bên trong có chứa một loại rượu ngâm tráng dương nào đó, không rõ nguồn gốc. Trước mắt, họ cần biết ai là người đã đưa cho ông Đường chai rượu này thì mới có thể tìm ra manh mối. Cảnh sát cũng tiến hành lấy lời khai của bà Vương, bạn thân của bà Chu và cũng là người đầu tiên đến hiện trường vụ án. Theo như bà Vương kể lại thì ông Đường và bà Chu là hai người rất thân thiện và tốt bụng. Tuy đã cưới nhau gần 30 năm nhưng cả hai không có con. Có nhiều lần bà Vương khuyên bạn mình nên đi khám thử nhưng vì sợ ảnh hưởng đến chồng nên bà Chu không đồng ý. Mặc dù là như vậy nhưng tình cảm giữa hai vợ chồng họ cũng rất tốt. Trước đây, hai người còn nhận nuôi một đứa con gái. Thật ra thì gia cảnh cô bé đó cũng rất đáng thương. Cha mẹ trước kia làm nghề nông, nhưng không biết vì sao lại bị tai nạn rồi qua đời. Trong nhà thì còn có hai anh em, người anh lúc đó đang học cấp 3, còn cô em gái thì đang học lớp 7. Vì hoàn cảnh của hai anh em khó khăn nên người dân ở trong trấn đứng ra quyên góp tiền giúp đỡ cậu anh trai học đại học. Còn người em gái thì được ông Đường và bà Chu nhận làm con nuôi. Họ coi đứa bé gái tên Tiểu Nhu đó như con ruột, hết lòng yêu thương chăm sóc. Tiểu Nhu cũng rất ngoan ngoãn, hiểu chuyện, lúc nào cũng quấn quýt bên cạnh bà Chu, coi bà ấy như người mẹ thứ hai của mình. Khoảng 5 năm sau, người anh trai Hướng Hiểu Minh cũng đã tốt nghiệp ra trường và tìm được một công việc ổn định nên quyết định quay về đón em gái lên thành phố sống cùng mình. Hai anh em họ cũng chỉ rời đi vào khoảng tháng trước mà thôi. Còn về hai vợ chồng ông Đường có thủ oán với ai hay không thì bà Vương thực sự không biết. Bà ấy cũng chỉ đến uống trà với bà Chu và nói chuyện phiếm này kia mà thôi. Cảnh sát không có được manh mối hữu ích nên đành quay trở lại hiện trường thêm một lần nữa. Tại đây họ phát hiện ra thêm một manh mối quan trọng, đó chính là tờ giấy nợ của một người tên là Châu Khải Sinh. Người này đã vay hai vợ chồng ông Đường một số tiền lên tới con số 2 vạn. Đối với những người nông dân ở trấn Hà Đường thì đây quả thực là một con số vô cùng lớn. Tuy nhiên tên này không chỉ mượn một lần, hai lần mà còn rất nhiều lần. Số giấy nợ ở trong nhà cũng phải có đến tận 5-6 tờ. Cảnh sát đã lập tức tìm người tên Châu Khải Sinh này để điều tra làm rõ. Nhà của hắn ta nằm cách nhà nạn nhân khoảng 500m. Lúc cảnh sát đến nơi thì chỉ nhìn thấy mỗi vợ hắn ở nhà. Biết cảnh sát tìm chồng mình, cô ấy không hề tỏ ra ý bất ngờ mà còn mời họ vào nhà đợi. Ở bên trong nhà, đồ đạc cực kỳ đơn sơ, chỉ có mỗi một chiếc giường nhỏ, một chiếc bàn gỗ và 4 chiếc ghế. Vợ của Châu Khải Sinh là Lý Tịnh rót nước mời cảnh sát rồi hỏi rằng họ đến đây có phải là vì chồng mình lại tiếp tục làm chuyện phạm pháp hay không. Cảnh sát cũng rất bất ngờ trước câu hỏi này, họ cũng chỉ đành nói rằng đến tìm Châu Khải Sinh là vì muốn hắn ta hợp tác điều tra về vụ án ở nhà của ông Đường. Lý Tịnh nghe như vậy thì liền kể lại hành tung của chồng mình. Châu Khải Sinh là một kẻ nghiện cờ bạc, không những đem hết tiền bạc, tài sản ở trong nhà ra để cầm cố mà còn thường xuyên ra ngoài trộm đồ của người khác. Cứ cách vài ngày thì lại có một người tìm đến nhà mang vốn. Cũng có khi họ kéo theo cả cảnh sát đến để bắt Châu Khải Sinh vào tù. Tuy nhiên, hắn không bao giờ để lại dấu vết, nên dù người khác có tức giận cũng không có bằng chứng để buộc tội. Đó chỉ là lúc trước mà thôi, còn kể từ cách đây một năm trước, không biết hắn ta ra ngoài làm gì mà cứ cách một khoảng thời gian thì lại cầm về nhà một số tiền khá lớn. Lý Tịnh cũng đã thử hỏi chồng mình rằng hắn đã lấy số tiền này ở đâu ra nhưng không nhận được câu trả lời. Cách đây một tháng, anh ta quay về nhà lần cuối với khoảng 100.000 nhân dân tệ rồi nói rằng mình muốn lên thành phố làm ăn. Anh ta còn dám chắc lần làm ăn này sẽ thắng đậm. Cũng kể từ đó đến nay, Lý Tịnh hoàn toàn không thấy chồng mình quay về nhà. Vì hắn cũng thường xuyên biến mất tăm hơi rồi lại quay về cho nên cô không hề cảm thấy lo lắng hay báo cảnh sát chồng mình mất tích. Cảnh sát cảm thấy thời gian mà Châu Khải Sinh có được số tiền không rõ nguồn gốc kia trùng khớp với thời gian ghi ở bên trong giấy nợ. Như vậy thì có thể xác định được số tiền kia là do anh ta vay ở nhà ông Đường. Tuy nhiên, tại sao hai vợ chồng ông Đường lại đồng ý cho anh ta vay mặc dù biết rằng anh ta chắc chắn sẽ không thể trả được?
Hơn nữa, hai vợ chồng họ cũng chỉ làm nông, tuổi tác cũng đã cao. Vậy thì tiền ở đâu ra để mà họ cho Châu Khải Sinh vay? Đó là một câu hỏi mà cảnh sát cần phải dốc toàn lực để điều tra, làm rõ. Sau khi rời khỏi nhà Châu Khải Sinh, cảnh sát tiếp tục đến thành phố nơi hai anh em Hướng Hiểu Minh và Tiểu Nhu đang sống để tìm thêm manh mối. Lúc cảnh sát tới nơi, hai anh em Hiểu Minh đang ngồi ăn cơm, thấy cảnh sát tìm đến, hai người tỏ ra cực kỳ ngạc nhiên. Sau khi biết được ông Đường đã bị sát hại, còn bà Chu thì đang trong tình trạng nguy kịch, cả hai anh em đều tỏ ra rất sốc và yêu cầu được đứng ra đại diện làm người nhà nạn nhân để tổ chức tang sự cho ông Đường. Tiểu Nhu thì khóc lóc rồi chạy thẳng vào trong phòng, chỉ để lại một mình Hiểu Minh ở lại cung cấp lời khai. Khi được cảnh sát hỏi tại sao lại quay về dẫn em gái lên thành phố, thì anh ta trả lời rằng năm nay Tiểu Nhu đã tốt nghiệp cấp 3, công việc của mình thì cũng ổn định, đầy đủ khả năng để chăm sóc cho em gái nên mới quyết định đến đón Tiểu Nhu lên thành phố. Một phần là để cô bé có thể thuận lợi học đại học, một phần là bởi vì họ là hai anh em ruột, xa cách bao nhiêu năm thì cũng đã đến lúc phải quay về rồi. Cảnh sát cảm thấy lời giải thích hoàn toàn hợp lý. Sau đó họ có hỏi đến mối quan hệ giữa hai anh em Hiểu Minh và ông bà Đường, thì anh ta trả lời rằng bản thân mình rất biết ơn hai vợ chồng họ đã chăm sóc cho Tiểu Nhu trong suốt 5 năm qua. Anh ta coi hai người như cha mẹ thứ hai của mình, thậm chí khi quay về, anh ta cũng đã từng đề nghị ông Đường và bà Chu đến thành phố sống cùng mình, nhưng đã bị hai người họ từ chối. Đó cũng là lần cuối cùng mà Hiểu Minh gặp họ. Vốn dĩ anh ta định đợi sau khi hoàn tất thủ tục nhập học cho em gái thì sẽ quay về quê thăm hai người, không ngờ lại xảy ra chuyện. Toàn bộ những lời mà Hiểu Minh nói đều vô cùng hợp lý. Cảnh sát muốn hỏi Tiểu Nhu xem cô bé có biết ông bà Đường đã từng xảy ra mâu thuẫn với ai gần đây hay không, nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Ngoài ra, Tiểu Nhu không trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa. Hiểu Minh giải thích rằng, từ lúc hay tin cha mẹ mất đến nay, Tiểu Nhu mắc chứng tự kỷ nhẹ. Cô bé rất sợ khi phải giao tiếp với người lạ nên mong cảnh sát thông cảm. Cảnh sát nghe thấy thế thì cũng không hỏi thêm gì nhiều mà đành quay về kiểm tra kết quả khám nghiệm. Tại trụ sở, hơn 5 giờ làm việc không ngừng nghỉ, pháp y đã đưa ra kết luận rằng nạn nhân xác thực là đã bị tiêm một lượng lớn chất thạch tín vào thẳng trong máu. Vết tiêm nằm ở sau gáy nên rất khó phát hiện ra. Ngoài ra, kỹ thuật tiêm của hung thủ cực kỳ thuần thục, chỉ một vết duy nhất mà đã xác định được động mạch chủ của nạn nhân. Hơn nữa, pháp y cũng đã đưa ra lý giải cho việc tại sao hung thủ lại lựa chọn việc bỏ lượng thuốc mê chỉ đủ để nạn nhân tê liệt và mất khả năng phản kháng chứ không mất ý thức. Là bởi vì hắn ta muốn nạn nhân nếm mùi đau đớn khi bị tiêm chất độc vào cơ thể mà không thể làm được gì khác. Qua đây, cảnh sát cũng xác định hung thủ phải là một kẻ cực kỳ am hiểu về thuốc cũng như cơ thể người. Hắn ta có thể là bác sĩ hoặc là dược sĩ và có mối quan hệ thân thiết với nạn nhân mới khiến cho nạn nhân tin tưởng và uống hết thứ thuốc tráng dương mà hắn đưa. Dựa trên manh mối này, cảnh sát đã lập tức tiến hành điều tra những bác sĩ, dược sĩ hay người am hiểu về y học ở thị trấn Hà Đường và có mối quan hệ thân thiết với ông Đường hoặc bà Chu. Sau hơn 3 giờ sàng lọc, họ đã tìm được một người đàn ông có tên là Mạnh Thâm, 67 tuổi, sống ở cách nhà nạn nhân hơn 2 km về phía nam. Người này là một dược sĩ y học cổ truyền, chuyên chữa bệnh bằng những bài thuốc đông y bắt nguồn từ thời xa xưa. Nghe người dân xung quanh truyền tai nhau rằng, dòng họ Mạnh của ông ấy từ xưa đến nay đều làm nghề y học cổ truyền, từng có người nằm trong đội ngũ thái y chuyên chữa trị cho phi tần trong cung. Lúc cảnh sát đến nơi thì nhận ra nơi này rất đông người dân xếp hàng lấy thuốc. Cảnh sát chỉ đành đứng đợi một lúc rồi mới vào bên trong để trực tiếp lấy lời khai của người đàn ông tên Mạnh Thâm. Thấy cảnh sát đến tìm mình, ông ta cho rằng họ nghi ngờ tính chân thực của những bài thuốc nên tỏ ra không muốn tiếp chuyện. Tuy nhiên, sau khi ông ấy biết rằng cảnh sát chỉ đang muốn điều tra hung thủ đã hạ độc ông Đường và bà Chu thì mới chịu hợp tác. Theo như lời khai của thầy thuốc Mạnh Thâm thì cách đây 2 năm, ông Đường đã đến đây để khám bệnh. Sau khi bắt thuốc và chuẩn đoán thì mới biết được ông ấy bị rối loạn sinh lý dẫn đến làm giảm chất lượng tinh trùng cũng như là hạn chế khả năng thụ tinh. Điều này đồng nghĩa với việc hai vợ chồng của ông Đường không thể có con là do ông ấy chứ không phải là do bà Chu. Khi biết được tin này, ông Đường đã rất sốc. Ông ấy yêu cầu ông Mạnh phải bốc một thang thuốc để điều trị căn bệnh này cho mình. Ông Mạnh đương nhiên là đồng ý. Tuy tuổi tác của ông Đường cũng đã trung niên nhưng cơ thể lại rất khỏe mạnh,
chỉ cần uống đủ một liệu trình thì mọi vấn đề đều có thể được giải quyết. Cũng kể từ đó, cứ cách một tháng thì ông Đường sẽ lại ghé qua chỗ ông Mạnh để lấy thuốc và tình trạng rối loạn sinh lý của ông ấy cũng đã được cải thiện rất nhiều. Lần cuối cùng mà ông Đường đến lấy thuốc là cách đây một tháng, từ đó đến nay thì không thấy quay lại nữa. Cảnh sát đưa ra ảnh chụp chiếc chai nhựa rỗng cũng như là bảng thành phần xét nghiệm được ở bên trong chai để đưa cho Mạnh Thâm xác nhận. Sau khi nhìn kỹ thì ông ấy đã thừa nhận chai thuốc đó là của mình, tuy nhiên bản thân lại không hề bỏ thuốc ngủ vào bên trong. Hơn nữa, thành phần thuốc ngủ này thuộc về Tây Y, trong nhà ông ấy hoàn toàn không chứa những thứ này. Cảnh sát hỏi thêm là vào khoảng từ 3 đến 4 giờ sáng ngày 13 tháng 8 ông ấy đã làm gì và ở đâu thì được trả lời rằng hôm đó ông Mạnh khám bệnh cho người dân đến tận 5 rưỡi sáng mới đi ngủ. Những người có mặt lúc đó có thể làm chứng. Cảnh sát lập tức gặp những người đã đến nhà ông Mạnh để xác minh và nhận được câu trả lời rằng bằng chứng ngoại phạm của ông ấy hoàn toàn xác thực. Như vậy thì cũng có nghĩa rằng nếu giả dụ như ông Mạnh là người đã bỏ thuốc ngủ vào bên trong chai thuốc thì ông ấy cũng không có thời gian gây án. Hiểm nghi trước mắt được loại trừ. Thế nhưng ngoài ông Mạnh ra thì không còn người nào có mối quan hệ thân thiết với gia đình ông Đường mà thông thuộc y thuật cả. Đúng lúc này, một cảnh sát chạy đến báo tin rằng họ đã tìm thấy được Châu Khải Sinh, người đã vay hai vợ chồng ông Mạnh số tiền 2 vạn ở tại một tụ điểm cá cược gần trung tâm thành phố Quảng Đông. Sau khi bị đưa vào phòng thẩm vấn, Châu Khải Sinh cho rằng mình bị bắt vì tội cờ bạc trái phép nên vô cùng hoảng sợ. Tuy nhiên, sau khi biết được cảnh sát muốn mình cung cấp lời khai về vụ án của hai vợ chồng ông Đường, thì Châu Khải Sinh đã nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Hắn ta kể lại rằng bản thân cực kỳ ghét ông Đường bởi vì ông ta là một kẻ đạo đức giả. Trước mặt người ngoài thì tỏ ra là một người đàng hoàng, yêu thương vợ, tốt với con gái nuôi, nhưng thực chất lại là một kẻ vũ phu, xấu xa vô cùng. Chuyện là trong khi túng quẫn vì không có tiền đánh bạc nên Châu Khải Sinh đã hướng mục tiêu lên nhà ông Đường. Sau vài ngày quan sát thì hắn ta cũng đã nắm được sơ bộ thói quen sinh hoạt cũng như là giờ giấc đóng cửa đi ngủ của hai vợ chồng ông. Tuy nhiên, vào cái đêm hắn ta lẻn vào thì lại vô tình phát hiện ra một bí mật động trời. Châu Khải Sinh vừa mới đi đến cửa sau của ngôi nhà thì đã nghe thấy tiếng ai đó đang khóc. Vì tò mò, hắn ta đưa mắt qua khe hở để nhìn trộm vào bên trong. Dưới ánh đèn mập mờ, Châu Khải Sinh nhìn thấy một cô gái trẻ, quần áo xộc xệch đang quỳ dưới đất. Trước mặt là ông Đường với chiếc thắt lưng trên tay. Ông ta không mặc áo mà chỉ mặc mỗi cái quần xà lòn. Châu Khải Sinh nhìn kỹ một lúc thì mới biết rằng cô gái trẻ quỳ dưới đất khóc không ai khác chính là Tiểu Nhu, con gái nuôi của hai vợ chồng. Ông Đường vừa cầm chai rượu thuốc lên uống, vừa quát tháo Tiểu Nhu cởi đồ ra. Cô bé khóc lóc van xin nhưng chỉ nhận lại những đòn roi quất thẳng vào người. Tiểu Nhu muốn đứng lên bỏ chạy nhưng đã bị ông Đường nắm tóc kéo lại. Ông ta hung hăng xé váy của Tiểu Nhu rồi xâm hại cô bé ngay trên bàn ăn trong nhà bếp. Châu Khải Sinh chứng kiến toàn bộ quá trình mà chết chân tại chỗ. Hắn ta không ngờ ông Đường lại là kẻ cầm thú như vậy. Châu Khải Sinh muốn la lên để báo cho hàng xóm xung quanh chạy đến. Nhưng hắn ta đã nghĩ lại. Hắn ta nghĩ rằng nếu bây giờ người khác có đến thì hắn ta cũng sẽ bị liên lụy và bị bắt vì tội trộm cắp. Hơn nữa, người dân ở trong trấn ai cũng đều chán ghét hắn, cho nên chưa chắc gì Châu Khải Sinh la lên mà đã có người chạy đến. Nếu như xui xẻo bị ông Đường phát hiện là mình lẻn vào nhà ăn trộm, đến khi đó thì có đến 100 cái miệng cũng không cãi lại được. Thế là Châu Khải Sinh chỉ đành im lặng đứng một bên chứng kiến sự việc. Sau khi hành sự xong thì ông Đường kéo quần lên rồi đi thẳng vào trong phòng ngủ, để lại một mình Tiểu Nhu với đôi mắt trống rỗng vô hồn ngồi ở dưới đất. Lúc này bà Chu mới đi ra, bà ta lấy chiếc chăn quấn lên trên người Tiểu Nhu rồi đưa cô bé vào trong phòng. Sau khi mọi người trong nhà đã tắt đèn đi ngủ hết, Châu Khải Sinh mới lén lút vào trong nhà để lại một tờ giấy cảnh cáo nói rằng mình đã nhìn thấy và quay phim lại mọi chuyện. Nếu không muốn ai biết thì ông Đường phải chuẩn bị một số tiền theo đúng yêu cầu. Lúc đó đúng thật là Châu Khải Sinh được một người anh em tặng cho một chiếc điện thoại có chức năng quay phim, hắn ta thậm chí còn đem đi khoe khắp nơi nên hầu như ai cũng biết. Tuy nhiên, điều họ không biết là bởi vì thua cá cược cách đây 2 ngày, Châu Khải Sinh đã bán chiếc điện thoại kia để trả nợ rồi. Sáng ngày hôm sau, ông Đường và bà Chu đã nhìn thấy tờ giấy và biết được người đã lẻn vào nhà mình chính là Châu Khải Sinh. Vì lo sợ hắn ta sẽ nói ra sự thật cũng như là có bằng chứng, cho nên họ đành đồng ý thỏa thuận.
Tuy nhiên, ông Đường là người cẩn thận nên đã yêu cầu Châu Khải Sinh phải viết giấy nợ cho mình, coi như là làm bằng chứng, tránh để hai bên lật lọng. Từ sau lần đó, Châu Khải Sinh cứ hễ hết tiền thì lại tìm ông Đường và bà Chu để vay. Hắn ta cũng không biết họ lấy đâu ra số tiền lớn như vậy, chỉ biết rằng sau đó dường như ông Đường vẫn tiếp tục giở trò đối bại với Tiểu Nhu, thậm chí là tần suất còn nhiều hơn so với lúc trước. Còn về chuyện cách đây một tháng, tại sao hắn ta lại nói với vợ mình rằng mình muốn lên thành phố làm ăn, còn dám chắc lần này sẽ thắng đậm? Bởi vì hắn ta vô tình biết được người anh trai của Tiểu Nhu không hề hay biết việc em gái mình bị xâm hại. Ông Đường dạo gần đây cũng không còn đủ tiền để cho hắn vay nữa, cho nên Châu Khải Sinh đã quyết định đem bán bí mật này cho Hướng Hiểu Minh với giá 2 vạn. Tuy nhiên, Châu Khải Sinh không hề gặp được anh em Tiểu Nhu, hắn cũng không biết họ sống ở đâu nên chuyện làm ăn này vẫn chưa thành. Sẵn tiện đang ở thành phố nên hắn đã đi đánh bạc và cũng vì thế mà bị công an bắt. Dựa theo lời của Châu Khải Sinh, cảnh sát đã ngay lập tức đặt nghi vấn rằng người đầu độc hai vợ chồng ông Đường chính là Hướng Hiểu Minh, động cơ là vì trả thù cho em gái. Theo hướng đó, cảnh sát điều tra và biết được Hướng Hiểu Minh học y, hiện tại đang làm thực tập cho một bệnh viện khá lớn ở thành phố. Cảnh sát lập tức chia nhau đến bệnh viện và nhà riêng của Hướng Hiểu Minh để đưa anh ta về đồn điều tra. Khi đến bệnh viện thì họ gặp được thầy giáo hướng dẫn của Hiểu Minh tên là thầy Lâm. Thầy ấy nói rằng anh ta là một người cực kỳ thông minh, chỉ trong vòng 4 năm ngắn ngủi đã có thể hoàn thành chương trình học một cách xuất sắc, nên ông ấy đã cho phép Hiểu Minh được tham dự vào đội nghiên cứu của mình. Khi hỏi ông ấy vấn đề mà họ nghiên cứu là gì thì thầy Lâm liền trả lời họ nghiên cứu một loại dung dịch tên là Liquid Folar, được điều chế từ thạch tín trong việc chữa bệnh hen suyễn. Thạch tín là một loại chất độc hại nên trong quá trình nghiên cứu họ rất cẩn thận để tránh tiếp xúc trực tiếp. Thế nhưng cách đây một tuần, trong lúc tiến hành thí nghiệm, Hiểu Minh đã vô tình làm vỡ một lọ thủy tinh nhỏ ở bên trong chứa 5 gram thạch tín. Vì đảm bảo an toàn cho mọi người cho nên anh ta đã bảo tất cả đồng nghiệp đi ra ngoài, còn bản thân thì mang đồ bảo hộ vào để xử lý. Khoảng nửa giờ sau thì chất độc cũng đã được xử lý xong, mọi người đều không ai thắc mắc xem lượng thạch tín bị rơi vỡ kia đang ở đâu. Sau chuyện đó thì Hiểu Minh vẫn đến phòng thí nghiệm làm việc và không có biểu hiện gì khác lạ. Chỉ có điều là chiều ngày 12 tháng 8, anh ta có xin phép về nhà sớm vì gia đình có việc gấp. Đến sáng ngày hôm sau thì vẫn đi làm bình thường. Dựa vào manh mối mà giáo sư Lâm cung cấp, cảnh sát chắc chắn Hướng Hiểu Minh chính là hung thủ của việc hạ độc lần này. Khi đến nơi ở của anh ta, họ phát hiện ra Hướng Hiểu Minh đang tiếp tục chuẩn bị thêm chất độc khác nhằm mục đích là đến bệnh viện nơi bà Chu đang điều trị để tiễn bà ta lên đường. Tuy nhiên, kế hoạch đó đã không thành công. Hướng Hiểu Minh đã bị cảnh sát áp giải về trụ sở để hợp tác điều tra. Dưới sự tra hỏi của cảnh sát, sau hơn 3 giờ đồng hồ thẩm vấn, cuối cùng Hướng Hiểu Minh cũng đã thừa nhận về tội ác của mình, đồng thời khai báo toàn bộ sự thật. Hướng Hiểu Minh và em gái Tiểu Nhu sinh ra trong một gia đình làm nông bình thường. Tuy gia cảnh không giàu nhưng cả nhà rất vui vẻ, hạnh phúc. Cha của anh ta làm nghề đánh bắt cá, còn mẹ thì nuôi trồng nông sản. Khi anh ta lên lớp 12 thì trong nhà đột nhiên xảy ra biến cố. Trong một lần đem nông sản lên chợ bán thì cha mẹ của Hướng Hiểu Minh không may gặp tai nạn. Tài xế là một kẻ say rượu, trong lúc không tỉnh táo đã tông trực diện vào chiếc xe ba bánh nhỏ của cha mẹ anh ta. Hướng Hiểu Minh đang ngồi trong lớp thì hay tin cha mẹ mình đều đang trong tình trạng nguy kịch. Anh ta chạy vội đến đón em gái Tiểu Nhu rồi cùng nhau vào bệnh viện để nhìn mặt cha mẹ lần cuối. Tiếc thay là khi hai anh em chạy đến nơi thì cũng là lúc cha mẹ của Hứa Hiểu Minh chút hơi thở cuối cùng. Chỉ trong vòng vài giờ đồng hồ ngắn ngủi mà hai anh em anh ta đã trở thành trẻ mồ côi. Lúc đó Hướng Hiểu Minh đã là trẻ vị thành niên nên có thể tự chăm sóc cho mình. Tuy nhiên em gái Tiểu Nhu thì còn quá nhỏ, tiền bạc ở trong nhà cũng cạn kiệt. Sau khi tổ chức tang lễ cho cha mẹ, Hướng Hiểu Minh đã có dự định bỏ học để đi làm nuôi em nhưng lại bị những người lớn ở trong trấn ngăn cản. Mọi người đồng tâm hiệp lực, quyên góp tiền để cho anh em Hướng Hiểu Minh tiếp tục được đi học. Trong số đó, người quan tâm nhất đến họ chính là bà Chu. Bà ấy không có con cái nên khi nhìn thấy anh em Hiểu Minh còn nhỏ mà đã phải chịu mồ côi nên sinh lòng thương xót. Bà ấy thậm chí còn sang nấu ăn cho anh em họ. Dần dần, Tiểu Nhu đã quen với cuộc sống được bà Chu chăm sóc. Vừa hay, lúc đó Hiểu Minh cũng đã thi đại học xong, cần phải lên thành phố để tiếp tục con đường học vấn.
Bà Chu thấy vậy thì liền ngỏ ý muốn nhận nuôi Tiểu Nhu để tiện bề chăm sóc. Hơn nữa, Hiểu Minh cũng có thể yên tâm học hành. Ông Đường khi đó cũng không hề phản đối, âm thầm chấp nhận việc Tiểu Nhu trở thành con gái nuôi của mình. Hiểu Minh cũng biết bà Chu rất yêu thương Tiểu Nhu, nên sau khi hỏi ý kiến em gái thì cũng chấp nhận chuyện này. Cứ như thế, Tiểu Nhu trở thành con nuôi của ông Đường và bà Chu, còn Hiểu Minh thì lên thành phố học đại học. Thời gian đầu, cứ cách khoảng 3 tháng thì Hiểu Minh sẽ quay về thăm em gái một lần. Tiểu Nhu được bà Chu chăm sóc rất tốt, không những vui vẻ mà ngày càng mập mạp. Thời gian sau đó, vì phải vừa học vừa làm cho nên Hiểu Minh không còn quá nhiều thời gian để thăm em gái nữa. Tần suất cứ như thế, giảm dần rồi mất hẳn. Trong vòng hơn một năm trở lại đây, Hiểu Minh không hề về thăm Tiểu Nhu mà chỉ viết thư hỏi thăm con bé. Cứ mỗi lần như vậy, anh ta đều nhận được thư phản hồi từ ông Đường thông báo rằng Tiểu Nhu đang sống rất vui vẻ và hạnh phúc. Cách đây một năm, không biết ở trong nhà xảy ra chuyện gì, ông Đường lại viết thư bảo Hiểu Minh phải gửi tiền về gấp. Hỏi ra thì ông ấy nói rằng bà Chu bị bệnh cần tiền để chữa trị. Tuy nhiên số tiền ấy quá lớn nên mới phải nhờ đến Hiểu Minh. Vì biết ơn bà Chu đã chăm sóc cho em gái nên khi nghe bà ta bị bệnh thì Hiểu Minh không suy nghĩ mà đã gửi tiền ngay. Cứ thế mỗi tháng anh ta còn phải đi làm thêm một công việc nữa thì mới đủ tiền để vừa gửi về nhà, vừa đóng học phí và vừa trả tiền sinh hoạt. Sức khỏe của Hiểu Minh cũng vì thế mà ngày càng kiệt quệ. Tuy nhiên vì muốn em gái có một cuộc sống tốt hơn nên anh ta đã cố gắng tiếp tục tiến về phía trước. Cuối cùng mọi nỗ lực của Hướng Hiểu Minh cũng đã được đền đáp. Anh ta tốt nghiệp trường y với tấm bằng xuất sắc, được trở thành bác sĩ thực tập của một bệnh viện lớn và quan trọng hơn hết là được tham gia vào đội ngũ nghiên cứu của giáo sư Lâm. Toàn bộ mọi chuyện đến với anh ta cứ như một giấc mơ. Lúc này, Hướng Hiểu Minh đã có đủ khả năng để chăm sóc cho em gái nên mới quyết định về quê để đón Tiểu Nhu lên thành phố sống cùng với mình. Lần gặp lại này, anh ta cứ nghĩ rằng em gái sẽ vui mừng rồi chạy đến ôm mình. Nhưng không, Tiểu Nhu khi nhìn thấy Hiểu Minh thì tỏ ra sợ hãi. Cả một ngày dài cũng không nói một câu gì. Thậm chí khi anh ta vươn tay muốn ôm em gái vào lòng thì cô bé đã đẩy ra rồi chạy thẳng vào trong phòng khóa trái cửa. Lúc đó vì sợ Hiểu Minh nghi ngờ nên bà Chu đã nói rằng lúc đi học Tiểu Nhu bị bạn bắt nạt. Tuy nhiên ông Đường đã ra mặt giải quyết nên cũng không có gì đáng lo. Chỉ là con bé vẫn còn một vài vấn đề về tâm lý mà thôi. Hiểu Minh có yêu cầu bà Chu cho mình thông tin của những kẻ bắt nạt, nhưng bà ta chỉ ấp úng rồi tìm lý do cho qua. Hiểu Minh lúc đó chỉ lo cho em gái nên cũng không hỏi thêm mà lập tức đã đưa Tiểu Nhu lên thành phố để điều trị. Lúc anh ta đưa em gái đến bệnh viện để khám, bác sĩ tâm lý nói với Hiểu Minh rằng tinh thần của Tiểu Nhu bị rối loạn vì bị đe dọa trong một thời gian dài. Tuy nhiên, cô bé vẫn chưa thể nói ra người đã làm hại mình là ai. Trong suốt nửa tháng sau đó, Hiểu Minh đều đưa em gái đi khám, tình trạng của Tiểu Nhu cũng đã được cải thiện rất nhiều. Cho đến một đêm, trong lúc Hiểu Minh đang ngồi làm việc, thì bỗng nhiên Tiểu Nhu mở cửa bước vào. Cô bé dũng cảm nói hết ra toàn bộ những việc đã xảy ra với mình trong một năm gần đây. Theo đó thì kể từ sau khi ông Đường uống loại thuốc tráng dương mà ông Mạnh cung cấp thì tình hình trở nên thay đổi. Lúc nào ông ta cũng trong tình trạng ham muốn cao độ. Tuy nhiên vì bà Chu không thể đáp ứng được nên đã chuyển mục tiêu sang người của Tiểu Nhu. Cái đêm mà Châu Khải Sinh chứng kiến chính là lần đầu tiên Tiểu Nhu bị ông ta xâm hại. Từ sau lần đó, ông ta càng trở nên biến thái, gần như mỗi ngày sau khi uống thuốc đều muốn quan hệ với Tiểu Nhu. Thậm chí ông ta còn không thèm sử dụng biện pháp bảo hộ và yêu cầu cô bé phải mang thai con của mình. Cũng bởi vì bị hãm hiếp trong một thời gian dài cho nên Tiểu Nhu mới nảy sinh cảm giác sợ hãi với người khác giới. Cô bé kể xong thì còn quỳ xuống đất vừa khóc vừa xin lỗi. Hướng Hiểu Minh không thể tin được trong suốt một năm qua em gái mình đã phải trải qua chuyện kinh khủng như thế. Hiểu Minh thề rằng chính tay mình sẽ báo thù cho Tiểu Nhu. Anh ta bắt đầu lên kế hoạch, lợi dụng việc mình nằm trong đội nghiên cứu, Hiểu Minh đã cố tình làm vỡ lọ chứa thạch tín rồi lén lấy trộm số thạch tín đó. Về nhà, anh ta cẩn thận chiết lượng độc tố đủ để giết người đàn ông trưởng thành vào một chiếc ống thủy tinh nhỏ. Nắm bắt được thói quen sinh hoạt của nhà ông Đường, tối ngày 12 tháng 8, anh ta giả vờ quay về để đem một ít quà tặng cho hai người và để tìm cơ hội hạ độc. Ông Đường còn mời Hiểu Minh uống bia cùng mình. Cả hai uống say cho đến khoảng 2 giờ 30 sáng thì ông Đường ngỏ ý muốn đi ngủ. Hiểu Minh ngay lập tức lấy chai rượu thuốc ra rồi lợi dụng lúc ông ta không để ý mà bỏ thuốc ngủ vào bên trong.
liều lượng thuốc ngủ thì cũng đã được Hiểu Minh đong đếm cẩn thận, đủ để khiến cho ông Đường tê liệt chân tay và nằm yên tại chỗ, còn toàn bộ cơ quan đều hoạt động bình thường. Như vậy thì mới có thể giúp cho ông ta tỉnh táo để cảm nhận được nỗi đau do Thạch Tín mang lại. Hiểu Minh rót một ly lớn rồi đưa cho ông Đường, nhắc nhở ông ta là phải uống thuốc thường xuyên thì mới hiệu quả. Ông ta không hề nghi ngờ mà bưng ly lên uống một hơi cạn sạch. Khoảng vài phút sau, thuốc mê lập tức có hiệu lực. Ông Đường từ từ ngã xuống đất, nằm bất động, miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng không thể. Lúc này, Hiểu Minh mới từ từ lấy ống tiêm và chất độc ở trong túi ra tiêm vào cổ ông Đường. Anh ta đứng nhìn kẻ thù đã hại em gái mình đau đớn đến khi chết hẳn, rồi mới chuyển mục tiêu sang bà Chu. Lúc này, bà Chu đang nằm trong phòng ngủ say. Hiểu Minh lấy lượng thuốc còn lại và tiêm vào người bà, giống như cách mà anh đã làm với ông Đường. Khi ấy đã là 4 giờ sáng, bà Chu tuy có giật mình, nhưng chất độc phát tác quá nhanh, bà ta không kịp la lên tiếng nào mà đã ôm bụng co giật. Tuy nhiên, lúc nãy Hiểu Minh đã dùng lượng lớn thuốc độc cho ông Đường nên lượng còn lại không đủ để giết chết bà Chu. Đó cũng chính là lý do vì sao mà bà ta có thể tỉnh lại và kêu cứu. Đây cũng là điều khiến cho Hướng Hiểu Minh nuối tiếc nhất. Sau khi gây án, anh ta lặng lẽ rời khỏi hiện trường rồi có mặt tại phòng thí nghiệm vào lúc 10 giờ sáng nên không có ai nghi ngờ. Đây là toàn bộ lời thú tội của Hướng Hiểu Minh. Cảnh sát sau đó đã lập hồ sơ và tiến hành khởi tố anh ta với tội giết người. Dựa trên toàn bộ lời khai cũng như là những chứng cứ mà cảnh sát đã cung cấp, tòa án quyết định tuyên bị cáo Hướng Hiểu Minh với tội danh giết người, mức án tử hình. Tại phiên tòa, em gái của bị cáo là Tiểu Nhu cầu xin tòa giảm mức án phạt nhưng vô hiệu. Cuối cùng, cô bé chỉ đành nhìn anh mình bị đưa vào trại giam chờ ngày thi hành án. Người dân trong thị trấn Hà Đường cũng có mặt, ai nấy đều thương xót thay cho số phận của hai anh em Hướng Hiểu Minh, cũng như lên án gay gắt hành vi vô nhân tính của ông Đường. Tuy nhiên, pháp luật là công bằng, giết người phải đền tội. Tuy Hướng Hiểu Minh có nỗi khổ riêng, nhưng khi anh ta đã lựa chọn bước chân vào con đường trả thù thì cũng phải xác định trước cái giá mà mình phải trả. Chỉ tội cho Tiểu Nhu, mất đi cha mẹ lại còn bị xâm hại, nay người thân duy nhất còn sót lại cũng bị phán tử hình. Từ nay về sau sẽ chỉ còn một mình cô ấy cô đơn sống tiếp. Dù sao thì tương lai của cô ấy cũng đã được anh trai mình đánh đổi bằng cả mạng sống. Cho nên mong là Tiểu Nhu sẽ mạnh mẽ vượt qua, chứ đừng nghĩ quẩn rồi làm ra những chuyện dại dột. Các bạn nghĩ như thế nào về hung thủ của ngày hôm nay? Đừng quên đăng ký kênh Kỳ án Thế Giới để biết thêm về những kỳ án có thật.